không dừng giờ gái lớn gái chồng. Ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh mơ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Bây giờ miền Tây đi anh, bây giờ miền Tây nha anh, bây giờ miền Tây mai sau anh sẽ sang giàu. Cười về trong đêm tăng ngon, kiếm được thằng thú thôi ngon. Gia đình hai đứa ăn mừng chung lắm ta cùng nâng ly. Ơi hò, ơi hò, ngàn ngàn hai ly mới sẽ đưa em về. Dân chơi xứ biển, em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy. Đường nào con cháu mình cũng có phước, ơn trên đã tính ra trước một bước. Thì ngại gì đâu mà anh không rước, cưới vợ không phải là ván mạt chuột. Thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui ta nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lê mê lê. Có một vết xứ bà áo bà ba, trong gió lướt trước nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhừa. Mà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tôi sắc với mấy bờ trên cô rác xin bôi. Cành cua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình ta. Ơi hò, ơi hò, ngàn ngàn hai ly mới sẽ đưa em về. Bên tôi thống nhất là để một chút là của chúng tôi cho tham gia nhà gái, tham gia nhà trai trình một lượt, trình với tổ tiên một lượt. Trước đó thì cũng có cái vật phẩm để dâng lên tổ tiên bà luôn.
theo anh về. Về làm dâu bên tay, quên hết nỗi lo toan sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về. Về làm dâu bên tay, mà em quên rồi em không lấy anh em làm sao? Em sẽ theo anh về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lột khô hết thì để cho kìa, uống không kìa. Vào bên trong và tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định. Đến vài phút nữa đây gia đình chúng tôi sẽ... Từ từ lên. Dạ. Bây giờ ăn đi con, cho món lên mới lên. Món mới nó ngon lắm. Dạ. Mình ăn thử.
Và ngay giây phút này đây, Nhi Diệu cũng mời tất cả quý vị, các quý chú đại hãy chốt. Chốt thật đẹp. Dạ, xin mời hai bên thông gia chúng ta cùng. Ăn đi lên. Tôi rửa đi trước đây. Rồi 1, 2, 3 vô nè.
nó dễ chửi chết luôn á con. Không chính là phải quen chàng đẹp trai nè. Lỗi, xin vô lỗi. Xin vô lỗi. Hôm nay toàn là người đẹp không? 1, 2, 3, vô. Vậy? Trời ơi. Để quay phim bắt uống nữa. Bộ quay phim nè, bao là ngon lắm á. Nhân ơi. Bây giờ đi uống dạo không? Uống say luôn. Uống dạo mà sẵn chân á. Bạn nào uống ly hay ly ly nãy giờ. Uống dạo. Ok hả?
Đám cưới đám
truyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia hăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh dạ, người lớn mà nhận được một tay đây là... một tay mà. Chúc cô con trăm năm hạnh phúc.
Rồi hai đứa mày rượu con năm gì sao? Con nghe nhìn máy chúng con học tham hút. Dạ rồi, nhìn máy con điểm nha bộ. Rồi cạn ly luôn nha. Để cho không có tiền nữa, để coi khổ à, ở lại.
2, 3 vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.